Những ủy viên Bộ Chính trị có học hàm và học vị giáo sư, tiến sĩ trong Bộ Chính trị khóa 13. Xin kính chào quý vị và các bạn. Kiến thức và giải trí xin gửi đến quý vị và các bạn chân dung 10 ủy viên Bộ Chính trị có học hàm và học vị giáo sư, tiến sĩ. 1. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng sinh ngày 14 tháng 4 năm 1944, quê quán thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, dân tộc Kinh. Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng khóa 7, 8, 9, 10, 11, 12 và 13, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 8, 9, 10, 11, 12 và 13, Đại biểu Quốc hội khóa 11, 12, 13, 14 và 15, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 11, 12 và 13. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng có học hàm học vị giáo sư, tiến sĩ triết học, cử nhân ngữ văn. 2. Đồng chí Vương Đình Huệ. Đồng chí Vương Đình Huệ sinh ngày 15 tháng 3 năm 1957, quê quán xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, dân tộc Kinh. Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng khóa 10, 11, 12 và 13, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12 và 13, Đại biểu Quốc hội khóa 13, 14 và 15, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 15. Đồng chí Vương Đình Huệ có học hàm và học vị giáo sư, tiến sĩ kinh tế. 3. Đồng chí Phạm Minh Chính. Đồng chí Phạm Minh Chính sinh ngày 10 tháng 12 năm 1958, quê quán xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, dân tộc Kinh. Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, 12 và 13, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12 và 13, Bí thư Trung ương Đảng khóa 12, Đại biểu Quốc hội khóa 14 và 15, chức vụ Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí Phạm Minh Chính có học hàm học vị phó giáo sư, tiến sĩ luật, kỹ sư xây dựng. 4. Đồng chí Tô Lâm. Đồng chí Tô Lâm sinh ngày 10 tháng 7 năm 1957, quê quán xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, dân tộc Kinh. Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, 12 và 13, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12 và 13, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an. Đồng chí Tô Lâm có học hàm và học vị giáo sư khoa học an ninh, tiến sĩ luật. 5. Đồng chí Trần Cẩm Tú. Đồng chí Trần Cẩm Tú sinh ngày 25 tháng 8 năm 1961, quê quán xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, dân tộc Kinh. Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng khóa 10 dự khuyết, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, 12 và 13, Bí thư Trung ương Đảng khóa 12, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, Đại biểu Quốc hội khóa 13, 14 và 15, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Đồng chí Trần Cẩm Tú là tiến sĩ kinh tế. 6. Đồng chí Phan Văn Giang. Đồng chí Phan Văn Giang sinh ngày 14 tháng 10 năm 1960, quê quán Nam Định, dân tộc Kinh. Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12 và 13, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Đồng chí Phan Văn Giang có học vị tiến sĩ khoa học quân sự. 7. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình sinh ngày 25 tháng 5 năm 1958, quê quán xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi, dân tộc Kinh. Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, 12 và 13, Bí thư Trung ương Đảng khóa 12, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình có học hàm và học vị phó giáo sư, tiến sĩ luật. 8. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng sinh ngày 18 tháng 12 năm 1957, quê quán huyện Thanh Trường, tỉnh Nghệ An, dân tộc Kinh. Chức vụ: Bí thư Trung ương Đảng khóa 12, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, 12 và 13, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng là giáo sư, tiến sĩ kinh tế. 9. Đồng chí Trần Tuấn Anh. Đồng chí Trần Tuấn Anh sinh ngày 6 tháng 4 năm 1964, quê quán xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, dân tộc Kinh. Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12 và 13, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Đại biểu Quốc hội khóa 14 và 15. Đồng chí Trần Tuấn Anh là tiến sĩ kinh tế. 10. Đồng chí Trần Thanh Mẫn. Đồng chí Trần Thanh Mẫn sinh năm 1962, quê quán xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, dân tộc Kinh. Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng khóa 10 dự khuyết, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, 12 và 13, Bí thư Trung ương Đảng khóa 12, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, Đại biểu Quốc hội khóa 13, 14 và 15, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khóa 15.
đồng chí Trần Thanh Mẫn là tiến sĩ kinh tế. Trên đây Kiến thức và Giải trí vừa gửi đến quý vị và các bạn chân dung 10 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị có học hàm và học vị giáo sư tiến sĩ trong Bộ Chính trị khóa 13. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.